Xin chào mọi người, hôm nay em lên một mẫu áo thun mọi người nhé. Và em kết hợp cùng với một mẫu quần short tapta rất là đẹp luôn. Chất tapta dày vừa đủ mọi người nhé, không quá mỏng, tạo lên một cái form quần rất là đẹp này. Mà hàng này nó lại là cái hàng vừa tiền như các chị, form đẹp lại hàng vừa tiền luôn, thành ra là rất là xinh. Cái dòng short kiểu như thế này thì các chị mặc đi chơi mùa hè thì quá đẹp luôn, kết hợp với các mẫu áo thun kiểu hay là áo gì cũng được, rất là dễ mix. Có hai màu đấy các chị nhá, áo thì là cái màu hồng đậm luôn, quần thì có màu đen. Đây, hai tông màu đều xuất sắc cả nhà nhá. Eo quần xinh lắm ấy, quần yêu luôn. Các chị lấy một đôi về mà mặc, em thấy hiếm cái quần cả tapta nào mà em ưng như thế này. Giá lại còn rất là ok, form đẹp. Em mới thử đánh về thôi nhưng mà em thấy ok đấy, đẹp lắm. Áo và quần em đều có size các chị nhá. Áo thì là chất thun rất là đẹp luôn, chất thun cao cấp mọi người nhá, rất dày dặn đẹp. Và cái cổ đây có pha lưới vào đây, rất là xuất sắc luôn. Tất cả em đều có size cả nhà nhé, cả nhà inbox tư vấn em tư vấn size số ạ. Xin chào mọi người ạ, hôm nay em lên một mẫu áo thun mọi người nhé, chất liệu thun cao cấp rất là đẹp. Và em kết hợp cùng với một mẫu quần tapta mẫu mới, có kèm cái nơ ở đây mọi người nhé. Những cái dòng quần như thế này nó là thuộc cái dòng quần short kiểu, như là mùa hè các chị mặc các cái áo điệu hay là áo kiểu mình sơ vin lên rất là đẹp, và mình có thể mặc đi chơi được cả nhà nhé. Chất liệu áo và chất liệu quần đều là cái form rất là đẹp và xuất sắc luôn. Em thấy rất là hợp một cây luôn ấy. Em vẫn bán lẻ cả nhà nhá, vẫn bán rời. Quần này nó có hơi có xẻ một chút này, ống đây mọi người nhá, ống hơi rộng một chút này, nhưng không phải rộng quá, rất là vừa. Form quần xuất sắc, form quần đẹp mà giá cực kỳ đẹp luôn, giá cũng đẹp cả nhà nhá, giá cực kỳ yêu thương luôn. Form cái nguyên các chị có thể mua cho em cả set hoặc là tách set đều được. Áo đây các chị nhá, áo là chất thun. Cái phần này nó là phần lưới đây. Phần đây là phần vải thun, nhưng mà kiểu cái dòng thun cao cấp ấy thì nó là cái dòng thun lạnh. Chất nó dày dặn này, nó mướt, nó đanh, mặc rất là sướng luôn. May liền cái nơ ở đây rồi các chị nhá. Form của nó cũng khá là thoải mái đấy. Form thoải mái các chị nhá. Dài rộng thoải mái này. Đấy, form rất đẹp luôn. Ôi cái quần đấy xinh quá các chị ạ. Em không nghĩ cái quần này nó xinh thế đâu. Nên là chị nào điệu điệu hay là mặc cái đồ kiểu hay là cái gì cần, đôi khi cần cái quần sóc điệu thì mình không thể thiếu cái mẫu này đâu các chị nhá. Rất đẹp luôn ạ.